Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Đào Duy và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu sản phẩm mới, đó là tiêu trúc tím VT02 và VT03. Trước đây mình đã có giới thiệu tiêu trúc tím VT01 rồi. Các bạn nào mà có nhu cầu tham khảo VT01 thì có thể tìm trên YouTube nhé. VT01, động tiêu VT01. Đó là một loại tiêu không khớp và là một loại đoạn tiêu. Đoạn tiêu là tiêu nó khá là ngắn, nó chỉ rơi vào khoảng hơn 60cm thôi. Đấy, thì sau khi mình review cái dòng đoạn tiêu đấy thì nhiều anh em bảo là kể ra mà nó dài hơn một chút ý, thì nó sẽ đẹp hơn và mọi người thích dòng tiêu dài hơn. Thế nên hôm nay mình đã order về cái dòng tiêu dài, dòng trường tiêu. Và đặc biệt VT01, VT02, VT03 đều là tiêu trúc tím và điểm đặc biệt của Shop mình so với những sản phẩm đang có trên thị trường là tiêu trúc tím. Thì tiêu trúc tím của mình thì nốt xi không bị non các bạn nhé. Đây là sản phẩm mình order trực tiếp bên xưởng sản xuất của Trung Quốc. Đó. Cho nên là người ta làm nốt xi cho mình là nốt xi chuẩn của Việt Nam chứ không phải nốt xi non của Trung Quốc. Đấy. Đấy là cái điểm khác so với những cái sản phẩm hiện tại trên thị trường. Thì VT01 là tiêu không khớp. VT02 là tiêu hai khúc, có một khớp ở đây, chúng ta có thể tháo ra làm hai. Và VT03 là tiêu ba khúc, có hai cái khớp nối ở đây, thì chúng ta sẽ tháo ra được làm ba khúc. Và phụ kiện của VT02 thì chúng ta chỉ có cái túi nhung này và một cái dây treo nhé. Còn các bạn mua VT03 thì sẽ có cái hộp da này, cái bao da này bên trong có lót nhung rất là êm và một cái túi nhung nữa. Đó. Khi anh em tháo cây tiêu VT03 ra thì sẽ đặt được gọn gàng trong một cái túi này. Túi này rơi vào khoảng 40cm. Đó, mang đi mang lại rất thuận tiện. Đây bên trong có một lớp nỉ nhung rất là êm luôn, chống sốc. Còn VT02 thì chúng ta sẽ chỉ có túi nhung thôi nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến cái hình thức của cái tiêu này thì nó cũng khá là mộc mạc. Đó, nó là trúc tím, một sản phẩm trúc tím và nó có được bọc giả sừng đen ở đầu cuối của tiêu để chống nứt vỡ các bạn nhé. Ngoài ra thì trên thân tiêu thì được cuốn cước để gia cố và chống nứt. Đó. Tiêu thì được sơn một lớp rắc ni bóng rất là đẹp luôn. Đó. Thì VT02 thì có là tiêu hai khúc, VT03 thì là tiêu ba khúc. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi đến phần âm thanh nhé. Mình sẽ test cây VT02 trước. Không non. Và nốt xi này không phải là nốt xi mình vá lại để mình khoét như một số chỗ vẫn làm, mà đây là nốt xi nguyên bản của nhà sản xuất. Mình đã phải order và rất mất rất nhiều thời gian và trao đổi với shop để có thể order được cái sản phẩm này về Việt Nam. Đó, thì anh em có thể thấy là trên cây tiêu ấy, cả hai cái loại này mình đều không có khắc một ký tự nào của Trung Quốc. À, cho nên là trông nó rất là thuần Việt. Rất là thuần Việt nhưng mà mang lại những cái đặc tính tốt đẹp của cả Việt Nam và Trung Quốc. Ví dụ như là Việt Nam ấy thì nốt xi của nó sẽ chuẩn. Chúng ta sẽ có một hệ bấm chuẩn và chơi được nhiều bài hơn, những cái bài mở rộng hơn. Ví dụ như tiêu Trung Quốc thì không có nốt xi thì những bài có nốt xi chúng ta không thể chơi được. Đấy. Còn tiêu Việt Nam thì chúng ta có nốt xi, anh em có chơi được cả những bài có nốt xi, chơi được cả những bài có xi dáng. Đấy. Thứ hai là khớp nối. Tiêu Việt Nam thì chúng ta rất ít gặp khớp nối đúng không? Nhưng mà tiêu Trung Quốc thì đa phần là người ta sẽ làm khớp nối. Khớp nối này thì rất thuận tiện. Thứ nhất là chúng ta có thể thu gọn cái tiêu để mang đi mang lại. Thứ hai là cái khớp trên này. Khớp trên này được dùng để điều chỉnh cao độ.
Ví dụ như là bạn nào hơi yếu ấy, thì cắm kịch vào như này. Bạn nào hơi khỏe thì chúng ta sẽ kéo dài cái khớp ra một chút. Hoặc là vào mùa đông thời tiết lạnh thì âm nó sẽ thấp xuống thì chúng ta cắm kịch như này. Nhưng mà mùa hè ấy, thì âm nó cao lên chúng ta sẽ có thể rút ra một chút thì nó vẫn chuẩn. Đấy là cái đặc điểm của khớp nối, nó rất hữu ích ở chỗ đấy. Đấy, thì nó cũng không có chữ Trung Quốc. Bình thường anh em mua tiêu Trung Quốc thì chúng ta sẽ có những cái dòng chữ Trung Quốc ở đây. Ở nút pha này có chữ F, ở dưới có logo của hãng. Nhưng mà dòng tiêu này mình order là nó sẽ trơn tru hết, không có một chữ nào của Trung Quốc. Anh em có thể tự tin là đây là một sản phẩm của Việt Nam, nhưng mà là mình order của Trung Quốc nhé. Nhưng mà mang cái phong cách âm nhạc của Việt Nam và quốc tế, chứ không phải là đặc trưng của Trung Quốc nữa. Rồi, bây giờ là mình test cái VT các bạn. Không non, còn nốt si này không phải là nốt si chắp vá, là một nốt si nguyên vẹn. Rồi, và cái dòng VT03 này thì chúng ta được sơn lòng nhé, sơn đỏ bên trong để thứ nhất là chống mốc, nó không bị mốc, và thứ hai là nó thổi nó sẽ nhẹ hơn và lên quãng nó sẽ êm hơn các bạn nhé. Đấy, với lại cái dòng VT03 này trúc nó cũng tốt hơn. Đó. Thì tiền nào của nấy mà các bạn. Hàng đắt tiền thì bao giờ nó cũng sẽ mang nhiều cái điểm tốt hơn là hàng rẻ hơn một chút. Thì về giá của hai dòng này thì VT02 mình bán 500k, còn VT03 là 700k các bạn nhé. Đấy, 700k và 500k. Đây là 500k VT02 này, tiêu 2 khúc. Còn VT03 này là 700k. Thì anh em cũng biết là mua tiêu Việt ở trên thị trường ấy thì nó cũng rơi vào từ 400 đến 600 rồi, mà là một hàng trúc vàng, trúc Cao Bằng, trúc Hà Giang, trúc vàng và không có khớp nối. Còn dòng tiêu của mình thì nó là một dòng trúc tím. Trúc tím thì ở Việt Nam nó khá là quý hiếm và nó có khớp nối. Cái khớp nối này thì của dòng VT02 thì nó cái tác dụng thu ngắn cây tiêu nó không có nhiều, nó chỉ thu ngắn lại được khoảng gần 20 phân thôi. Nhưng mà nó có một tác dụng nữa, đó là mình có thể điều chỉnh cao độ như mình vừa nói ấy. Ví dụ cái mùa đông ấy, thì chúng ta cắm kịch vào như này, nhưng mà mùa hè chúng ta sẽ rút ra một chút như này thì âm nó vẫn chuẩn. Mình nhiều cây tiêu thì mùa đông thì nó chuẩn nhưng mùa hè nó sẽ cao các bạn nhé. Đấy, thì cái tác dụng của khớp nối là nó điều chỉnh cái cao độ theo thời tiết và theo hơi của mỗi người. Anh em thấy người Trung Quốc người ta thổi ấy, có nhiều người ta sẽ rút ra như này đó. Thì đó là điều chỉnh theo cái làn hơi và theo thời tiết. Đó là hai cái. Âm nó sẽ hơi cao lên một chút, nhưng mà các bạn mà mới tập chơi thì có thể nghe nó không ra. Sẽ thổi cây VT03 này. VT03 này thì trúc nó già hơn và nó được sơn lòng thì thổi nó sẽ dễ hơn.
clip này mình giới thiệu cơ bản về hai dòng tiêu này. Đấy, nó sẽ rất là ưu việt hơn so với tiêu Việt Nam, bởi vì là thứ nhất là nó có khớp nối, thứ hai là nó có trúc tím. Trúc tím là một thứ trúc ở Việt Nam rất là quý hiếm. Đấy. Thì về giá thì nó mình nghĩ là nó sẽ ngang tầm và đắt hơn một so với tiêu Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà những cái mà nó đem lại thì mình nghĩ là nó sẽ ưu việt hơn so với tiêu Việt Nam. Tuy nhiên tiêu Việt Nam thì cái chất âm nó sẽ khác hơn cái tiêu của Trung Quốc. Đấy. Cái này thì tùy mỗi người có cái sở thích riêng. Đấy. Về cơ bản thì cả hai loại tiêu đều hay. Đấy, các bạn có thể chọn một trong hai hoặc là chọn cả hai để bổ sung cho bộ sưu tập của mình nhé. Còn clip của mình review sản phẩm đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video nhé. Xin chào các bạn.